Họ mình công khai giá két vẹt hiện nay thì một con như thế này đấy các bạn nha, kể cả cái cầu đứng bằng cái thân tre luôn, đây như này cả xích luôn, một con như thế này là có giá là 180.000 nha các bạn. Đây cả cái cần đứng luôn, cả cần móc luôn, đây cả cái cần bằng le đấy, 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 cả cái xích luôn, cả xích này là cũng ấy luôn nha. Đây là đối với loại mỏ nó màu đỏ. Thì giá nó như vậy. Còn mấy cái thằng này là mình làm thêm, mấy cái này hai này mình làm thêm. Còn đối với em này thì nó cũng y như vậy luôn, nhưng mà giá nó rẻ hơn 100.000. 100.000 hoặc 80 nha các bạn. Đấy. Mềm hơn, rẻ hơn. Màu đen thì nó là con mái, nó xấu hơn. Tương tá nó xấu hơn. Còn màu đỏ là con đực, người ta thích cái màu đỏ hơn vì người ta bảo là mỏ đỏ biết nói, nhưng không nhầm mấy bạn lắm. Chỉ những cái con mà bắt khi đang còn non mang về nhà chăm sóc nuôi và còn nhỏ ấy, nó phải chưa biết mổ ấy, chưa biết ăn ấy, mình mang về mình nuôi thì nó mới biết nói được. Chứ còn còn một cái loại mà nó bội nó to này thôi, chứ mình đưa tay nó đòi cắn thế này thôi chứ nó không nói được nha bạn. Nó kêu két 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 thì được chứ nó không có nói được, cho nên giá của nó rẻ đi rất là nhiều nha các bạn. Thức ăn nó thì đây các bạn có thấy đây, mình sẽ cố gắng chịu đau để cho bạn xem thử nó có cắn mình không. Thấy không, nó cắn đấy nha bạn. Đấy là đối với là mỏ đỏ cả cầu đứng, con mà này là như cũng y này luôn, nhưng 100 nha bạn. Giá thị trường hiện nay nó như vậy. Còn những cái bạn nó bán cái con này mà 500 nghìn nữa. Thôi phắn dùm cái lừa tọc em. Không có đâu nha bạn, không ai mua đâu. Không ai mua con này dài đâu. Nó không có kêu hót gì hết nha các bạn. Ăn tốn cám thôi. Về công khai giá hiện nay cho bạn biết để phòng chặn.